Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 11 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 148. Có những câu này rất là hay của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền với Án Quang Đại Sư. Những câu này chúng ta cũng đọc nhiều lần, nhưng mà người tu tịnh độ mình thì có những văn tự mình cũng nên nhắc nhở suốt à. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn thể thế gì, có những câu chuyện đoạn văn này nhắc suốt. Vì sao? Từ bi. Chứ nếu như chạy theo văn tự mãi vậy thì chúng ta không niệm Phật được. Nên phải nhắc trọng tâm để niệm Phật. Nên Hòa Thượng Hải Hiền ngày dạy nè: trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Phật nói định tâm ở một nơi, không việc gì là không thành. Án Quang Đại Sư nói một cách trực chỉ hơn: nhất tâm niệm Phật, làm việc gì cũng thành. Ba đoạn này là một nguyên lý. Hòa Thượng Hải Hiền thì Ngài nói rằng trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Nếu như quý vị làm một cái gì mà chuyên nhất thì chắc chắn thành công. Một phương hướng chuẩn xác, chuyên nhất, làm cho tới cùng thành công. Giống học một cái nghề, nếu như mình quyết tâm mình học thành nghề là mình phải chuyên. Còn lời Phật dạy là định tâm ở một nơi, không việc gì là không thành. Như những đức đi tu ở một chùa, không bao giờ mầm móng đi đâu. Thích ở trong ngôi tam bảo, sống với đại chúng chùa để dưỡng tâm, bồi dưỡng huệ mạng. Không có đi vòng vo tam quốc, không có đụng ai, cũng ngồi nói này nói kia, thích đi chơi nói chuyện, không có. Nên những đức mới có thể được lợi ích khi đi tu mười mấy năm nay. Còn Án Quang Đại Sư ngày dạy là nhất tâm niệm Phật thì làm việc gì cũng thành 100%. Nếu như quý vị chuyên nhất niệm Phật thì làm việc gì cũng thành. Giống như tin vào bổn nguyện của Phật, Phật gia hộ, việc gì cũng xong. Hay. Những đoạn này đối với tất cả những người niệm Phật chúng ta nên nhận thức. Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm câu Phật hiệu 92 năm thì là do ngay chỗ Ngài kiên nhẫn nên Ngài thành tựu cực kỳ lớn. Và Ngài chuyên nhất một câu Phật hiệu. Nên Ngài nói này không, trên đời không có việc gì khó, có nghĩa là việc gì cũng không có khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Ngài chuyên niệm câu Phật hiệu niệm 92 năm. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế tán thán hết lời. Chúng ta nên học theo tấm gương của Ngài. Ngài niệm Phật giảng sanh để là toàn thân xá lợi. Quý vị phải nhớ rằng sự thành tựu của Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh, Lão Đức Hòa Thượng, cái tuyệt chiêu của các ngài là thành tựu lớn gì là ngay chỗ nào quý vị biết không? Chịu thiệt thòi. Vì có thiệt thòi không? Không. Các ngài chịu được thiệt thòi. Quý vị coi cái quyển sách của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền đó, quý vị coi trong đó có những câu chuyện, đi đọc kỹ đi.
Phải là vì nhận thức được các ngài thành tựu là ngay thiệt thòi không? Thí dụ như bây giờ Hòa Thượng Ngài Hiền ngài tu trên núi, trong cái thờ cuộc đó cách mạng giặc giả, bắt ngài phải đi lao công làm việc, bắt phải hoàn tục, rồi phải sống cùng với người thế gian ăn mặn. Ngài đều chịu đựng được hoàn toàn mà vẫn duy trì được cái đạo tâm tu. Ngài nói một câu rằng niệm Phật không chở ngài làm việc không chở ngài làm niệm Phật. Ngài làm việc luôn luôn niệm Phật được và luôn luôn chịu đựng được thiệt thòi. Nên sự thành tựu các ngài rất là lớn, chịu đựng thiệt thòi. Cái tuyệt chiêu của các ngài tu thành tựu là ngay chỗ chịu đựng thiệt thòi. Mà cái chỗ chịu đựng thiệt thòi được là do hiểu cái chữ giác. Giác ngộ rồi là thiệt thòi được. Mê hoặc thì không bao giờ chịu thiệt thòi. Nhớ nên chúng ta tu mà còn hơn thua đấu đá là do gì? Chúng ta mê hoặc thì phải chịu thôi. Thì cố gắng tu đi, từ từ sẽ nhìn ra. Hiểu rồi, vô thường hiểu rồi thì sẽ chịu được thiệt thòi mà vui vẻ trả luôn. Không có thiệt thòi đâu. Bây giờ Hòa Thượng Ngài Hiền cuối cuộc đời, Phật A Di Đà đem đài sen xuống rước về Cực Lạc, để là một tấm gương người niệm Phật, là để toàn thân xá lợi, thiệt thòi không? Không. Tất cả những người đối xử tệ bạc với ngài, phần nhiều đọa lạc hết trơn. Còn các ngài thì sao? Về thế giới Cực Lạc làm Phật. Có thiệt thòi không? Không. Quý vị coi những câu chuyện của Pháp Sư Hải Khánh. Ngài trong câu chuyện kể Pháp Sư Hải Khánh thì người nói chuyện cà lâm, tiếng mập mà, nhưng chỉ đúng niệm Phật á thì tiếng rõ. Giống câu chuyện mà Vương Cư Sĩ, người nhà nghèo, đi xin việc làm, đi vô ngay một gia đình làm việc cho người ta. Ông rất là siêng năng, nhưng gia đình này đặc biệt là niệm Phật ăn chay. Ông vào gia đình này làm thì ông cũng niệm Phật ăn chay. Ông chăng thật niệm Phật, ông thì bị bệnh cà lâm. Thì ông chăng thật niệm Phật, có một lần ông đang ngủ, có một người đến tự nhiên nắm cái lưỡi ông kéo mạnh, đau vô cùng đau. Ông la lên một tiếng. Từ đó về sau ông không còn cà lâm nữa. Thì ông càng tin bổ nguyện niệm Phật, ông càng tin. Và niệm Phật sau này ông biết ngày giờ giảng sanh. Niệm Phật có thể chuyển nghiệp, niệm Phật có thể hóa giải bệnh, niệm Phật có thể giải độc. Chỗ này 100% có kết quả. Những đức biết một người này xác thực là anh em tu chung luôn. Những đức biết ông bị cà lâm, sau này ông xuất gia, bây giờ cũng là thầy tỳ kheo. Ông cà lâm rất là nặng, khi nói chuyện với ông là mình cũng ngước theo. Ông ông cứ cái dữ lắm. Thì quý vị biết rằng là mà ông niệm Phật tới bây giờ cà lâm mà bây giờ nguyện hương tụng kinh dặn chúng luôn, lạ chưa? Đây là xác thực 100% đó. Tu hành niệm Phật diễn nghiệp rõ ràng không? Cà lâm mà bây giờ nguyện hương tụng kinh dẫn chúng cho người ta tu luôn, lạ như vậy. Mà khi nói chuyện bình thường thì lại cà lâm, nhưng niệm Phật tụng kinh dẫn chúng không cà lâm. Vậy thì nó có một cái kích động thay đổi nghiệp, nghiệp chướng đó. Thay đổi đó gọi là túc nghiệp đấy vị. Sanh ra đời là gì? Là gọi là túc nghiệp. Vậy mà niệm Phật còn có thể chuyển hóa, sao chúng ta không dùng câu Phật hiệu để chuyển hóa nghiệp? Ấn Độ ngài nói niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Nên dùng câu A Di Đà Phật là tuyệt vời nhất. Thí dụ như giờ chúng ta ăn nhiều quá, bệnh tâm lý thì điều chỉnh ăn hết. Chúng ta bị ma tà dẫm dựa là do bệnh quan gia đến đòi mạng, đòi nợ. Bây giờ thì chăng thật niệm Phật làm phước đức hồi hướng cho người ta quá giải. Còn bệnh túc nghiệp là sanh ra đời mang một căn bệnh gì đó, què hoặc tật nguyền cà lâm hay bệnh này bệnh kia, thần kinh không được ổn định. Người này chỉ cần tiếp nhận có Phật hiệu chăng thật niệm Phật, túc nghiệp cũng được quá giải luôn. Thì niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp đó.
Cả năm là tốt nghiệp mà niệm Phật chuyển hóa luôn. Nó rõ ràng 100%. Hiểu được nguyên lý này rồi thì tin có Phật hiệu dữ lắm. Rất là tin có Phật hiệu. Và cảm giác được có Phật hiệu này quá thù thắng, quá tuyệt vời. Cái pháp môn tịnh độ này cứ chân thật đem giới thiệu hoài đi. Vì cái pháp môn đại thù thắng mà quý vị. Cứ chân thật đem giới thiệu đi. Nên ngày nào những đứa cũng đem có Phật hiệu này giới thiệu. Giống như đang thúc đẩy mình niệm Phật. Nên những đứa có một người huynh đệ, ông chia sẻ với ông tịnh độ. Ông nói rằng chia sẻ với ông tịnh độ có mười mấy người nghe trên mạng. Những đứa nói không có người nào nghe cũng nói cho ai nghe, mình nghe. Tôi đang khuyên người niệm Phật là tôi đang khuyên tôi niệm Phật. Tôi đang khuyên người cả đời niệm Phật là tôi đang khuyên tôi cả đời niệm Phật. Anh muốn nói thì anh phải niệm Phật. Anh niệm Phật thì anh mới nói tịnh độ được. Hiểu không? Nên vì sao những đức chia sẻ tịnh độ nó hừng hực cái tâm? Vì cái cảm giác mình dành cho câu ai Phật quá mạnh. Nên những đức thường khuyên các anh em trong chùa, tuyệt đối tiền bạc vật chất danh lợi cái gì đối với Phật tử cũng không nên dính vô. Hãy để cho người ta quy về tam bảo hết. Như vậy thì tính tâm tính nguyện quý vị niệm Phật phát triển liền. Phước duyên lớn, vô cùng lớn. Đừng có dính tiền bạc vật chất cái chúng sanh. Đừng có để người ta mua cái này cái nọ, người ta cho mình hoài. Mình mà nhận giết, mình nhận cái ăn tình này phiền phức lắm. Nhất là những người có chúng trong chùa. Mình mà sống đúng với lương tâm mình, không dính tiền bạc gì của ai quý vị, mạnh dạn lắm. Nói chuyện cũng mạnh dạn nữa. Nhớ. Còn nếu như dính tiền bạc của Phật tử thì phiền phức. Phiền phức. Hoặc là mình nói chuyện với người ta, mình xin cái này kia là phiền phức. Nên hàng Phật tử về chùa mình hộ trì tam bảo bằng cách gì? Đừng có đem tiền bạc vật chất cho ai chứ. Đừng có rủ ren người ta gì chứ. Người ta được ở trong chùa rồi mà mình nói cái này kia ngoài đời ngon là quý vị đang làm cái việc đại ác đó. Không? Giết một mạng người mà tội còn không nặng bằng quý vị phá hoại huệ mạng của một người. Nên người ta đang tu bình thường mà mình nói này là đạo tràng kia tốt, nơi nọ tốt. Vì nói ra vậy người ta mới tu mà dao động tâm, quý vị đang hại người đúng không? Chùa người ta chuyên tu niệm Phật, quý vị đi vào đây quý vị phải duy trì, không được làm ảnh hưởng cái nơi chuyên tu của người ta. Người ta đã tin có Phật hiệu rồi, quý vị đừng nên đưa kinh giáo, đưa cái gì vô thêm. Chùa mình có một mình những đức chia sẻ Phật pháp, gầy dựng tín nguyện cho Phật tử tu. Quý vị vô đây quý vị phải theo Iran như vậy. Còn về nhà mình muốn làm cái gì là kệ quý vị. Còn đi vô trong chùa mình là phải quy tắc, theo quy tắc đàng hoàng. Phải nhớ. Đi đến đâu cũng đừng nên phan duyên. Đi đến đâu cũng nên kết duyên. Vậy thì đúng quá. Nên chính bản thân những đức ở trong chùa, những đức thấy có nhiều việc niệm Phật cảm ứng đặc biệt thù thắng. Như bà cụ miệng méo niệm Phật miệng hết méo đúng không? Xác thực 100% chưa? Một người khổ đau te tua nghèo nàn bệnh hoạn mà niệm Phật hoa sen mọc từ miệng ra. Một bà già đi tu trễ như vậy mà nắm chắc có Phật hiệu, tính tâm tính nguyện niệm Phật, biết ngày giờ giảng sanh. Nhưng mà cụ sao? Bà cụ tệ nhẵn ở bên Đại Tùng Lâm, ung thư, cơ thể ốm yếu, ai nói chuyện gì cứ ngồi gốc cây nào đó niệm Phật, chân thật niệm Phật. Khi những đức qua bên đó càng động viên mà niệm Phật thêm, thì quý vị biết rằng là cái lợi ích của danh hiệu Phật thù thắng cái nào chứ. Bà cuối cùng ra đi biết ngày giờ giáng sanh. Nên nhiều người trong chùa mình ra đi rất là tiêu sái, rất là an lạc tự tại, là nhờ ngay chỗ nào? Niệm Phật, lễ Phật. Đúng là phương pháp niệm Phật lễ Phật này cực kỳ hay, quý vị để ý đi. Bây giờ chúng ta niệm địa chung thôi, niệm địa chung thôi mà quý vị ngồi chút ở buồn ngủ đúng không? Nên cái phương pháp lễ Phật là một phương pháp tuyệt vời để giúp cho chúng ta tỉnh ngủ, phấn chấn, dưỡng khí. Phương pháp lễ Phật còn đặc biệt hơn phương pháp dưỡng sinh, đặc biệt hơn đi tập thể dục. Vì sao? Niệm Phật là đang niệm quả địa của Phật, thì không có một phương pháp nào bằng
nhớ Phật niệm Phật. Không có phương pháp nào tích tụ năng lượng bằng nhớ Phật niệm Phật. Nhớ Phật niệm Phật là một phương pháp tích tụ nguồn năng lượng cao nhất. Cái gì nhớ? Nhớ Phật niệm Phật là một phương pháp tích tụ nguồn năng lượng cao nhất. Hiểu được nguyên lý này rồi quý vị nhớ, quý vị sẽ vô cùng an lạc, tự tại khi nhớ Phật niệm Phật. Cứ thường đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật, nhớ. Nên biết pháp môn tịnh độ, đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Tặng máy nghe pháp cho người thân, tặng máy cho máy niệm Phật cho mọi người, chỉ người ta. Mình nghe sao, mình làm sao, chỉ người ta. Chỉ dẫn. Chùa mình đông đúc như vậy mà cuộc sống ổn định, chỉ đúng ngay cái chỗ chỉ dẫn người ta niệm Phật. Có một đoạn chư tổ sư dạy rằng dù bạn đem bảy báo cúng dường cho tam thiên đại thiên thế giới 100 năm cũng không bằng dạy người ta niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hay nói không bằng dạy người ta niệm một câu A Di Đà Phật. Chư tổ sư nói rằng tụng kinh không bằng trì chú không bằng niệm Phật. Vì sao nói pháp của Phật bình đẳng mà là nói không bằng? Bây giờ có những người mắt mờ tay điếc sao tụng kinh? Người mù sao tụng kinh, khó không? Rồi mắt mờ tay điếc làm sao trì chú? Trì chú nhanh quá, miệng tuổi già sao trì theo? Khó không? Khó. Vì niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dễ không? Dễ. Đó. Vì cái pháp dễ, cái pháp hành trì tiện, ai cũng tu được, nó mới gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Đã tiện dễ như vậy rồi, như vậy thì là pháp đại thù thắng, pháp số 1, đúng không? Pháp đại thù thắng, pháp số 1. Người mà hiểu nguyên lý này làm sao bỏ tịnh độ? Người hiểu nguyên lý này không bao giờ bỏ tịnh độ, 100% không bao giờ bỏ tịnh độ. Còn người không hiểu nguyên lý này thì chạy theo hình thức bỏ tịnh độ, gọi là bỏ báu vật mà đi lấy một viên kẹo gặm chơi. Nên bây giờ một ngôi chùa mình ở đây niệm Phật lễ Phật, vì sao thịnh vượng? Vì người ta tu được. Còn cái ngôi chùa những đức đã từng biết nổi tiếng vô cùng, người ta tu ào ào, nhưng mà tại sao bây giờ ít? Vì đưa cái phương pháp người ta tu không được. Những đức nói cứ đổi hoài, đổi giết mất phương hướng luôn, mất phương hướng. Hàng Phật tử mà lao theo là chết, mất phần nhãn sắc, thua, thua, mất phần nhãn sắc. Những đức nói chứ mình mà nuôi chúng, mình lo chúng đàng hoàng đi, mình đến với người ta mình đừng có nghĩ tiền bạc gì đi, người ta đến với mình không có hẹp hòi đâu. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị xây lên một ngôi chùa, xây lên nhà ở, quý vị cứ cho người ta ở đi, quý vị đưa cho người ta ở đi, cái ăn tình đó người ta có tiền người ta cúng dường hết cho quý vị. Còn quý vị suy nghĩ như vậy, bây giờ đưa cho người ta cái phòng, người ta đưa tiền cho mình, quý vị suy nghĩ cái tiền mà quý vị xây dựng này ở đâu có? Quý vị trong ngôi tam bảo tiền đâu có? Phải tiền của chúng sanh cúng dường không? Đã là chúng sanh cúng dường thì mỗi một người có phước báo mình đưa cho phù hợp. Bây giờ người này cực kỳ giàu, có điều kiện, họ muốn hộ trì tam bảo, quý vị đưa cho họ một cái phòng ở, đó là phước duyên của họ mà. Mà họ lại ăn tình là mình đưa cái phòng cho họ ở, chứ không phải là mang tiếng là bán cái phòng, hiểu chưa? Nguyên lý này quý vị nên suy nghĩ nha, mở rộng ra, vẽ ra một cái vòng rất là rộng, chứ đừng có thu hẹp lại nghe. Tiền thu hẹp lại đó, không có giỡn đâu, thu hẹp đó. Người như vậy thì quý vị không thể nào hướng dẫn ta tu giải thoát được đâu. Mình là được cái ăn huệ là ở tam bảo, chúng sanh khắp nơi cúng dường, mình tạo cái điều kiện cho người ta được có chỗ ở, thì cái tâm cảm kích đó của người ta, bao nhiêu tiền bạc người ta cũng đưa bị hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình cắt cái phòng ở, mình còn tính toán cho người ta cái phòng này bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. Vậy thì cái đồng tiền này của mình là ở trong tam bảo, mà tính toán so đo như vậy thì bị nghĩ sao? Buông xả gì? Suy nghĩ đi, buông xả gì? Đó.
Dù quý vị có làm bao nhiêu việc thiện vì những số tiền đó đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm đó của quý vị sẽ có trở ngại. Cái nơi ở trong ngôi tam bảo mà có cái của người ta bỏ tiền ra, có nhiều việc sau này bị sắp xếp không được, nói không được. Cái quy củ trong chùa còn đặc biệt hơn tiền. Còn nếu như phá quy củ trong chùa, nó bề bộn tứ tung lang thang, vì cái nơi ở đó có ý nghĩa gì? Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi đã đi xa cái gia đình, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ con bỏ vợ bỏ chồng, xa rồi, bỏ cha mẹ xa rồi, vậy mà không vô thẳng ngôi tam bảo tu luôn, mà mình đi lạng quạng đâu bên ngoài, đúng không? Mình lạng quạng bên ngoài dễ mắc đậu tâm, tùy tiện muốn làm gì làm thì tiêu, tiêu. Nên nhớ, nó nào Phật tử khắp nơi nơi nghe như vậy rồi phải bồi dưỡng cái tâm, đừng để luống vào cuộc đời, uổng lắm quý vị, uổng lắm. Những đức nói rất là uổng. Nên mình theo một người hướng dẫn mình phải có góc độ sâu sắc. Con người thì ai cũng có cái sai, nhưng nếu cái tâm trạng của người hướng dẫn này quá lộn xộn, bất thường, quý vị theo người ta quý vị muốn bất thường. Niệm Phật là tiện lợi nhất, đừng có nói cái gì cao xa nữa chứ. Hít cái gì thở cái gì, quý vị thở làm sao, hít làm sao bị sống. Thì cứ như vậy mà sống, rồi cứ niệm Phật. Có Phật hiệu thì cứ gây dựng tín nguyện, tín tâm cho cực kỳ mạnh, niệm Phật đi, thì tức khắc sẽ tốt đẹp quý vị nhé. Những điều như Đức chia sẻ đây để gây dựng tín tâm tín nguyện cho mỗi một người tu chúng ta. Ngày nay là ngày chúng ta tổ chức lễ viếng Đức Phật A Di Đà tại chùa Hộ Pháp, số lượng người bây giờ đông ào ào người ta. Nhưng đối với những đức, hai bài chia sẻ Phật pháp những đức vẫn không bỏ. Vì sao? Khuyên người phía mình, mong hàng Phật tử khắp nơi nơi mỗi ngày được nghe một chút, để tăng thêm tín tâm tín nguyện, để tu tịnh độ cả đời không giải đãi. Thì cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị à. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.